Việt Nam. Vâng, để okay. Tiếp lời anh, tôi nói khi mà hôm qua khi mà tôi coi CNN đó, thì báo là đang nói chuyện với anh Tuấn, với anh đó, thì tin là Tổng thống Trump bị nhiễm COVID-19. Thì tôi có bỏ vào Facebook, và hôm nay thì coi như là ông Trump tình hình cũng tương đối ổn, và đang nằm ở nhà thương Waterloo, là nhà thương của quân đội. Thì Châu có cảm tưởng gì khi mà ông Trump ông bị COVID chị? Thì tôi nghĩ trong bụng, tôi nghĩ tới ông rồi mình nghĩ tới mình. Đấy, ông là một tổng thống, ông là rất là cẩn thận, thế mà ông còn bị COVID. Vì vậy tôi nghĩ rằng là cái con COVID nó không chừa ai. Có thể là từ dù tổng thống nước Mỹ mà ông bị hạn, ông bị trời không cho ông khỏe mạnh thì ông cũng vẫn bị như thường. Cho nên chúng ta, các anh, các chị em, tất cả mọi người trên thế giới, tôi cũng cầu mong rằng mọi người đều có sức khỏe ổn định, không bị COVID họ trấn an và làm cho chúng ta phải chết một cách oan uổng. Xin mời anh. Anh Phượng nghĩ gì? Tôi à? Anh có sợ COVID không? Thưa chị, thế này là bây giờ đó, nói chuyện COVID đó nha. Bây giờ thì giờ mình nhìn thấy là sáng nay mình kiểm lại tin tức một chút ở trên TV, trên Internet này. Thì là căn bản đó, căn bản là bây giờ là đại khái là hồi đó mình ở Việt Nam mình cái lần thứ nhì đó chị, Đà Nẵng đó, thì họ phát cái lần mà mình bị cái dịch lần thứ nhì đây, tức là nó phát hiện ra ở Đà Nẵng, nó xảy ra Đà Nẵng thì bảo là tức là cái dịch đó là dịch gì anh Phượng? Dịch COVID đấy, COVID bây giờ, COVID bây giờ mới xong nè, mới dẹp xong cái COVID ở Đà Nẵng thì là bảo là phát hiện một ổ dịch ở trong một cái khách sạn ở Đà Nẵng, ổ dịch. Mình nghe cái ổ gì thì mình cứ tưởng tượng là một cái ổ mà con gà nó đến nó đẻ, ổ cơ bản. Mà bây giờ nói chuyện thế này là chị, bây giờ mình nhìn cái tòi tòi ốc của chị, hiện tại bây giờ đó mình có 12 người quan chức rất là cao cấp của đất nước, của chính phủ Hoa Kỳ, người Việt Nam không, những người Mỹ toàn những người lớn, mà ông vợ chồng ông tổng thống là những người cố vấn rất là thân cận, cái bà phụ tá là Kelly Cowen kia, còn về những cái bàn người mà cái ông trẻ nữa mà rồi sáng ngày hôm nay là ba ông thượng nghị sĩ của tiểu bang, một rồi. Của Utah, một của Wisconsin và một của North Carolina, rồi ông giám đốc trường đại học Notre Dame là cái trường mà đã giới thiệu, đã đào tạo ra cái cô mà đấy, tức là Supreme Court đó, làm tranh án tối cao pháp viện ngày xưa đó. Mình nghe cái ổ dịch mình không có tưởng tượng ra, bây giờ mình nhìn thấy nó xảy ra ngay trước mắt mình, tại mình ở đây mình mới nhìn thấy ngay. Tức là ổ dịch thì nó có con trống, con cả trống, con cả mái, mấy cả con nó đây đó vậy. Cái ổ này thì mình nhìn thấy chứ thì ghê lắm chứ phải không ơi. Thấy rất là buồn cười, thì ra bây giờ đó mình mới hiểu thế này nè. Nhưng từ trước giờ đó là một nửa cái dân số Hoa Kỳ này họ sống ở trong cái tinh thần là cái COVID này đó là fake news, là những cái điều mà được tạo dựng ra bởi vì những người chống đối ông Trump, chống đối cái chính phủ này, thì bây giờ đây là một cái bằng chứng rõ ràng để cho họ hiểu được, để cho chúng mình, người Mỹ chúng mình, trong đó thì trong người Mỹ chúng mình thì có rất nhiều người Việt Nam, rất nhiều người Việt Nam, là để cho họ hiểu được là đây là cái điều này đó, là không phải là người ta bịa đặt ra, nhưng mà cái điều này là những cái con vi trùng, những con vi khuẩn rất là về siêu vi khuẩn, rất là khoa học mà rất là thực tế, chứ chẳng phải là người ta bịa đặt ra làm cái gì cả, mà ai bịa ra làm cái chuyện đó làm gì, cái chuyện con vi trùng, cái chuyện người này người kia bệnh con khoan, anh cho tôi nghe con vi trùng anh nói đây, thì là y là ông tổng thống Mỹ của mình là ông không tin là có con COVID, cho nên mới lúc đầu rồi ông không đeo khẩu trang, bây giờ ông bị rồi ông sợ rồi, xin mời anh tiếp tục lại. Thì tôi hy vọng là tất cả mọi người đều qua. Và tôi hy vọng là những người Việt Nam, những người Mỹ này, nghe đến ngoài phố vô ra mình hồi mấy tháng trước còn nói là cái chuyện này là chuyện bịa đặt, bây giờ không đâu, không có, họ không có bịa đâu, đâu cái chuyện là chuyện thật đó, chứ không phải không, đấy là cái sự suy nghĩ của mình. Ok, xin mời anh Xuân Phương. Anh Xuân Phương nghĩ gì về cái chuyện mà tổng thống Trump
bị Covid như vậy ảnh hưởng cái gì đến cái chính trường của nước Mỹ bây giờ? Tôi thì tôi chưa nhìn thấy được cái sâu xa của cái việc mà ông Trump bây giờ mang bệnh, đang mang và đang chữa trị về cái bệnh dịch Covid. Thành ra tôi thấy cái chuyện đó thì mọi người đều có thể mắc bệnh tùy theo nặng nhẹ, thì theo cái chuyện đó. Cái chuyện mà tổng thống nước Mỹ mà có bị cái COVID-19 này đây thì là cũng là bình thường như mọi người thôi. Có cái là cái quan cảnh ổng là phải đi từ trực thăng này chuyển qua trực thăng khác để mà vào tới cái nơi mà chữa trị cứu ẩn thì đó. Mọi thứ thì tôi thấy cỡ tổng thống thì là phải xài tới cái đó, phải làm như vậy thôi, mọi việc cũng bình thường. Tôi bây giờ nói rằng nước Mỹ có lúc mà là bệnh dịch mà cao nhất cái thể, mà thứ nhất là California, rồi thành phố Los Angeles, rồi Orange County cũng bảo là đứng nhất đứng nhì, nhưng mà tôi thấy xung quanh nhà tôi, xóm làng nhà tôi thì cũng không thấy vắng bóng ông nào. Tôi cũng chả biết các nơi khác thì nó làm sao. Thôi thì mình ở trong nước thì mình nghe thế nào mình hay thế nấy, còn cái tin nào giả tin nào thật thì mọi người đều thấy. Đấy, thế thôi. Đấy. Rồi. Xin mời anh Phương ạ. Anh Song Phạm đang lo chỉnh lại cái máy à? Vâng, tôi thì tôi nghĩ rằng là đấy, câu chuyện nó phải xảy ra như thế này á thì mình mới hiểu là cái chuyện thực sự cái xã hội, tất cả những cái chuyện gì mà ở trong xã hội Mỹ thì bây giờ nó mới xảy ra, nó phải xảy ra cái sự cố thế này á thì mình mới nhìn thấy là đây là cái xã hội này. Xã hội mà tất cả những cái điều gì thực tế nhất nó xảy ra, chỉ có cái chuyện cái bệnh thôi đấy mà một cái nước Mỹ này xẻ đôi. Bây giờ nó có chuyện mà con vi khuẩn thì nó to quá đi, mình chỉ có nói chuyện là cái khẩu trang thôi đấy, mà từ tháng 2 đến bây giờ là tháng 10 này, 8 tháng rồi, đến bây giờ đó, sau khi mà ông tổng thống của mình á mà bước từ trong Nhà Trắng ra lên cái máy bay rồi để cái máy bay trực thăng nó mà liên quan á, mà ông chở ông ra đó, mà khi mà ông bước ra trong đó mà ông đi cũng chậm chạp như vậy, mà mặc ông khẩu trang, mà tất cả những người phục tùng phụ tá của ông, những cái nhân viên y tế đi bên cạnh ông, tất cả mọi người đều đeo khẩu trang rồi, những người lính họ đứng bên cạnh đó họ cũng đeo khẩu trang. Thì bây giờ mình mới thấy như thế này, thật sự đó là người Mỹ là họ có một cái điều mà rất là mình nhìn thấy mà mình cũng không hiểu là tại sao mà người ta có thể là phân rẽ đến mức độ kỳ cục như vậy, chỉ có khẩu trang thôi mà đến giờ này họ mới quyết định được. Thì giờ thế này là căn bản là cái quyết định đó thì người dân thường mà họ theo lãnh tụ của họ, ông tổng thống ông làm thế này ấy, thì người ta bắt nội mà ông nói làm như vậy nó là 100 người, là không phải 100 người theo đâu, phải có một số người họ mới theo. Nhưng mà đằng này tại ông có tổng thống này, ông bảo là ông không có làm, thằng đứa ra là rõ ràng đất nước nó chia đôi, một bên làm một bên không làm, một bên đeo khẩu trang một bên không đeo khẩu trang. Ông nào đeo khẩu trang đó trước ngày hôm nay là người nào đeo khẩu trang là người của đảng dân chủ, người đúng nào không rồi, đeo khẩu trang là cộng hòa. Phải nhìn nhận rằng là cái ông đảng dân chủ là cứ hiện ra là đeo khẩu trang đấy, hiện ra là đeo khẩu trang thì tôi nghĩ bây giờ ngày có cái chuyện này rồi mình thì cái sự thật, không phải cái sự thật mà cái hiện tại, cái hiện thực của cái người dân thường thôi, mình là người dân thường thôi, chứ mình là người dân của mình, người dân ở trên bô sa này, ông nào đeo khẩu trang á là cái ông đó là chống lại ông Trump, ông nào không đeo khẩu trang là ủng hộ ông Trump. Ông đã vậy thôi, căn bản là tôi nào biết quan điểm của ai đó là cái sự nhận xét của mình vậy đó. Ok, mình ngừng cái khi mà ngày hôm qua thứ sáu á, lúc mà khoảng 5-6 giờ chiều ở bên Cali á, thì tôi thấy trên CNN nó có break news, thì nó tương cái tin là tổng thống Trump dương tính về COVID-19. Thì đó là lúc đó bắt đầu họ loan báo như vậy và nói là tổng thống vẫn có vẻ khỏe mạnh, hay còn khỏe mạnh. Bây giờ tổng thống muốn đo thêm một lần nữa để cho khẳng định là bị COVID-19. Sau đó thì khoảng 1 tiếng đồng rưỡi đồng hồ sau á, thì tôi thấy trước cái White House
của Nhà Trắng á, trước Nhà Trắng có để trực thăng Air Force One. Thì lúc bắt đầu thì lúc đó Nhà Trắng mới tung cái tin là ông Trump có thể sẽ đi đến nhà thương Watergate của nhà thương quân đội để khảo sát, thăm chăm lo sức khỏe cho ông Trump nó được hữu hiệu hơn ở nhà thương quân đội. Sau đó thì có những nguồn tin nói là cái này ở trong Facebook có một số những nguồn tin trái chiều nói là đây là những nguồn tin giả, ông Trump sẽ vô nhà thương. Rồi sau đó 2-3 ngày hôm sau đi ra nói là khỏe mạnh. Đó là tin giả, không đúng sự thật. Cái chuyện mà Tổng thống Trump bị bệnh Covid-19, bị lây lan bệnh Covid-19 do có những thời gian đi họp với cô Hope Hicks và một số những quan chức lớn của Tổng thống Trump trong cái vấn đề bàn luận về vấn đề bầu cử và trong vấn đề gây quỹ cho Tổng thống Trump. Thì cô sáng thứ bảy thì cô Hope Hicks có loan tin là cô bị dương tính. Thì cái tình trạng này nó khổ là cái chuyện gặp cô Hope Hicks này đã nói chuyện họp với Tổng thống Trump đã qua rồi. Quan anh nói thêm là Tổng thống Trump ở với vợ thì đệ nhất phu nhân cũng bị luôn. Vâng. Thì đệ nhất phu nhân cũng bị nhưng mà nhẹ hơn, nhẹ hơn. Không có đi đến nhà thương. Không đến nhà thương, đúng rồi. Thì sau đó thì là Covid thì mới bắt đầu loan tin là có 3 nhà báo đi chung với Tổng thống Trump đi đến cái phòng tranh luận với Phó Tổng thống Biden. Thì 3 vị phóng viên đó cũng bị dương tính Covid. Đó là cái thực trạng đã xảy ra. Và sau đó thì trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì ông President của Notre Dame cũng bị tuyên bố là cũng bị dương tính. Ông President của trường đại học ở Notre Dame là đang lobby cho bà Amy Comey tranh cái chức thượng viện, phải tranh cái chức tối cao pháp viện ở tránh án tối cao pháp viện. Thì mới biết được cái nguồn tin là ông đó sau khi ông đi về thì ông cũng bị dương tính. Và tiếp đó thì có 3 vị thượng viện và mấy vị hạ viện đi chung với Tổng thống Trump cũng có lây dương tính. Đó là cái tin đã được tung ra biết. Bây giờ thì Tòa Trắng có tổng cộng khoảng 12 người bị dương tính Covid-19. Tình hình thì an ninh của nước Mỹ thì ông Joy Chief Staff của Nhà Trắng là ông Meadows, ông đã tuyên bố tất cả đều là bình thường, an ninh quốc gia đều bình thường, đều được trong tình trạng bình thường. Và Tổng thống Trump ảnh hưởng về sức khỏe cũng tương đối không có gì là nguy ngập, vẫn là nhẹ thôi. Thì đó là cái báo cáo của ông Joy Chief Staff của Nhà Trắng. Không phải có cái thêm quan trọng là Tổng thống tuyên bố rằng ông cũng sẽ điều hành quốc gia ông từ năm trong nhà thương. Khi mà đó thì ông Trump có làm một cái video tape sau khi ông tới nhà thương thì họ Nhà Trắng có tung ra cái video tape nói là ông Trump ông đi đến bệnh viện, tuy nhiên ông hãy còn mạnh khỏe để điều hành quốc gia. Thành ra cái chuyện mà đưa cái transfer, cái power đó, đưa cái quyền tổng thống cho ông Mike Pence không xảy ra. Thành thử ra đó là cái tình trạng. Ngay tới giờ phút này thì tôi mới được biết, ngày hôm nay khoảng 7 giờ sáng thì đọc tin news ở trên CNN nói là Tổng thống Trump đã sử dụng thuốc của antibiotic, thuốc chống antibiotic, antibody tức là kháng thể của đã chích kháng thể của công ty Regeneron là cái công ty đó anh à. Và cái công ty đó là nghiên cứu để có giúp trợ giúp cho vấn đề kháng thể cho tổng thống.
cái thuốc này mới chưa được approve bởi FDA, nhưng mà trong trường hợp này thì đã sử dụng cho Tổng thống Trump. Tức là vấn đề là cái thuốc này thì đặc biệt đầu tiên sử dụng cho Tổng thống Trump, và Tổng thống nghe tin là thông báo ok, tôi bằng lòng sử dụng cái thuốc này, và không hiểu các anh sao nhé, tôi là ủng hộ Joe Biden bởi tôi chắc là dân chủ mà. Tôi nghi là Tổng thống nhà tôi đó, cái này cũng là một chiêu của Tổng thống để ra tranh cử mà thôi. Không biết anh cái đó nào. Cái đó thì tôi nghĩ cái tin mà chiêu của Tổng thống thuyết âm mưu mà nói là cái chiêu của Tổng thống Trump, nói là bệnh giả để vô nhà thương, rồi mấy ngày hôm sau đi ra nói là hết bệnh về do cái thuốc của thuốc đó, thuốc kháng sinh của công ty Regeneron đó. Cái đó thì tôi không nghĩ cái đó là hoàn toàn sai sự thật. Tôi không tin cái vấn đề quốc gia đại sự như vậy mà làm những cái giả đó, cái đó không đúng sự thật. Cái này, cái thuyết âm mưu nó được tung lên trên báo chí, trên mạng xã hội, nhưng mà đó là chỉ là sự bàn cãi của trên báo chí, những cái đó không thật. Cái thực nhất là hiện thời là Tổng thống Trump bị bệnh lây bệnh COVID-19 và đang được điều trị ở nhà thương tối tân nhất nước Mỹ, là nhà thương Walter Reed, nhà thương quân đội. Và anh Phượng nghĩ sâu xa gì về cái câu chuyện thuyết âm mưu thì anh nói, nhưng mà tôi không nghĩ cái thuyết âm mưu đó là đúng sự thật. Tôi nghĩ như là thế này này, căn bản là từ đại khái là cũng từ lúc mà thôi giờ cái chuyện Covid này đó là mình khởi đầu từ hồi tháng 2 vừa rồi. Tháng 2 phải. Thì từ tháng 2 vừa rồi đến bây giờ thì rõ ràng người dân Mỹ của mình chia làm đôi. Một bên thì nghe lời ông Tổng thống Trump, một bên kia 50%, coi như là 51% thì nghe lời ông Tổng thống Trump, còn 49% còn lại thì là không nghe lời. Tại vì bây giờ mình cứ nói là ông bầu cử ông ăn nữa. Thì là những người mà họ không nghe lời ông, tức là rõ ràng thì là họ không có tin. Mà như hôm nọ đó tôi có nghe ai tổng kết lại những lời ông tổng thống ông nói, thì ông người ta nói là nói dối đó, thì bây giờ ông tổng kết là rất nhiều hai mấy ngàn, thì có nghĩa rằng là tất cả những cái điều tức là có một cái thành phần rất lớn, một nửa nước Mỹ này họ không có tin lời, họ không có tin vào bất cứ những cái điều gì phát ra từ Nhà Trắng nữa rồi đấy. Thành thử ra mới có cái chuyện mà chỉ có cái chuyện bệnh thôi đó, mà tôi biết là cái chuyện mà tôi nghĩ là cái chuyện bệnh này nó thì là chắc họ cũng không có, thường thường thì Mỹ là bệnh hoạn họ giấu kỹ lắm, mà cái vấn đề đó là vấn đề mà không có cái điều gì mà họ, chỉ có hai điều họ giấu, thứ nhất là cái tiền, số tiền họ làm, chứ tiền họ cũng hết, và cái điều thứ hai là cái chuyện bệnh, cái bệnh của họ giấu kỹ lắm, tôi mình cũng vậy đó, không có nói nó bệnh gì, không bao giờ cũng khỏe cả. Hỏi sao khỏe không, bao giờ cái miệng nó là mở miệng ra là khỏe lắm, mặc dù là không biết biết là sắp chết đấy, thì là cái, nhưng mà tôi căn bản như thế này này, căn bản là người Mỹ này họ bây giờ có một số rất là đông, một nửa nước Mỹ này họ không có tin ông tổng thống này đó. Mà không phải là người Mỹ không, mà người Mỹ họ không có tin được là nó khởi đầu từ đâu, lại bị những tin tức đưa ra từ những ông báo trong đài đấy, đừng có nói gì xa, nó ngay cộng đồng Việt Nam của mình này, đừng nói gì mở quá, mình nói ngay cộng đồng Việt Nam của mình. Anh em phải nói trên microphone, không ai nghe đấy. Không, mình chịu thôi à, mình phải nói, mình chịu thôi, mình không thể nào la lớn hơn được. Nói cái microphone này nó không có ích lợi gì cả, mình đã tai bao nhiêu lần rồi. Hello, không nói vậy được mà. Phải nói để live stream người ta không nghe được. Đưa qua đưa lại, anh nói anh. Thì tôi nghĩ đó là... To đó. Cái chuyện mà cái thuyết âm mưu thì nó sống được đó, thì nó sống được là tại vì nó có một cái môi trường để nó di chuyển. Nó di chuyển ở đâu? Nó di chuyển ở trong những người họ không có tin ông tổng thống. Mà tôi nghĩ tôi ở đây là đầu mùa thế, là không có bao giờ mà là người Mỹ họ nghi ngờ những cái điều gì phát đi từ Nhà Trắng và nhiều đến như lần này. Tôi đừng có nói gì, bây giờ mình nói chuyện là ngay ở trong cái cộng đồng nhỏ của mình thôi. Rõ ràng là chia đôi, đúng. Rõ ràng như vậy. Rõ ràng. Bây giờ mình nói ở ngoài đường xong, bây giờ mình vô trong nhà của mình, bây giờ mình có 10 người Việt Nam, rõ ràng là 6 người Việt Nam nói là ông này không bị bệnh, cái chuyện ông dặn. 4 người, mình chỉ là, đây có 4 người, rõ ràng là hai chị này vừa nói là bà này
Tôi nghĩ ông này là một cái chiêu trò mà tại sao? Tại vì mình đã nhìn thấy quá nhiều chiêu trò rồi. Khi mà mình nói dối nhiều quá đồ rành thì cái điều khi mình nói thật nó xảy ra cũng không ai tin cả. Theo tôi nghĩ đây là vấn đề đại sự của quốc gia. Cái chuyện mà đưa ra mà chiêu trò đó, nó ảnh hưởng đến thế giới và nó cũng ảnh hưởng đến cái bộ mặt tin tưởng của thế giới đối với Hoa Kỳ. Nó không thể nào làm cái fake news được. Đây là cái sự thực nó xảy ra vì Tổng thống Trump thường thường không có đeo mask mà đi gặp tất cả những quý vị 28 quý vị mà gây quỹ cho Tổng thống Trump ngày thứ bảy tuần trước để họp nhau lại giúp ý kiến cho Tổng thống Trump và hỗ trợ Tổng thống Trump vấn đề tài chính. Thì cái chuyện này nó không thể nào mà không xảy ra, cái chuyện mà lây lan nó xảy ra là vì không có ai trong cái buổi họp đó họ đeo khẩu trang cả. Đó là cái sự thực. Và cái cô Hope Hicks này á, cô bị, và khi mà cô lên máy bay cô cũng cảm tưởng cô khó chịu. Thì đó là cái triệu chứng nó phát ra, và sau đó cô đã có kết quả về Covid, nói là cô đã bị dương tính về Covid. Mà trong cái tiến trình mà đi vận động tranh cử thì cái cô Hope Hicks này lúc nào cũng đi với Tổng thống để giúp Tổng thống trong cái việc điều hành cũng như ý kiến trong cái vấn đề đi campaign cho Tổng thống Trump. Thành ra cái chuyện này nó xảy ra, nó là chuyện nó sẽ xảy ra thôi, bởi vì không ai trong cái nhóm của Tổng thống Trump, những vị cố vấn mà có thể là không biết có ai bị bệnh hay không, có trước khi gặp Tổng thống Trump thì tất cả đều thử cái Covid-19 này test. Nhưng mà cái Covid này nó chỉ biết được, nhiều khi nó bắt đầu antibiotic nó bắt đầu nó hiện ra nó mới khám phá ra, hoặc là trong lúc test đó cô đó dương tính nhưng mà sau đó thì nó bắt đầu nó mới hiện ra. Thành ra không ai biết được cái tình trạng đó. Thành thử ra khi mà không có đeo khẩu trang đó, Tổng thống Trump đã bị lây Covid-19. Tôi nghĩ cái đó là cái chuyện tiến trình mà Tổng thống Trump bị Covid, nó cũng là cái mà cộng đồng cũng như CDC đã tuyên bố là đưa làm những cái guideline cho dân chúng Mỹ là phải đeo khẩu trang và cách ly đúng 6 feet. Thì cái tình trạng này nó cho chúng ta biết là cái chương trình mà CDC khuyến cáo đó, lúc nào nó cũng là chống Covid hữu hiệu nhất. Nó giúp cho người dân tránh được bị lây bệnh Covid. Đây là cái bài học cho tất cả các mọi người, ngay cả những người trong Đảng Cộng Hòa, họ không tin về Covid, cho là Covid là cái hốt, nó chỉ là bệnh cảm. Thì đây là cái bài học để cho họ biết là họ cần phải đeo khẩu trang và họ cần phải cách ly khoảng 6 feet, tức là khoảng 2 thước. Đó là cái bài học, và đó là sự đại học. Bài học này á, nó giúp cho trong tương lai có những chương trình về chống về Covid nó được rõ ràng, tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang và cách ly 6 feet, tức là 2 thước. Trở lại là cái thuyết âm mưu đây nó chẳng qua là cái bàn luận qua những thông tin báo chí, TV, nó nói chuyện cho nó vui, cho cái câu chuyện nó thêm mắm thêm muối. Nhưng mà cái chuyện đó nó không có thực, vì cái ảnh hưởng, cái ảnh hưởng đến cái nước Mỹ, cái tin tức nước Mỹ nó cần phải được trung thực, chứ nó không thể nào là cái fake news cho thế giới nhìn vào. Cái đó là cái tầm hưởng quốc gia, không ai có thể làm cái chuyện fake news này được. Do đó quý vị có những cái âm mưu, thuyết âm mưu, cái đó hoàn toàn sai. Tôi thấy trên nhiều YouTuber họ đem cái này ra để khai thác, để câu view. Cái đó là điều không nên. Tổng thống chúng ta đang bị bệnh. Có một số cái tin tôi được biết là ở cái phố Bô Sa này khoảng trưa nay, đồng bào Việt Nam sẽ biểu tình cầu nguyện cho Tổng thống Trump. Đúng vậy, ở Phước Lộc Thọ. Đi ra Phước Lộc Thọ anh thì biểu tình đó. Đó là cái ngay Phước Lộc Thọ. Đối diện với Phước Lộc Thọ nó có cái khu bãi đất cỏ đó, và có một số người sẽ ngồi đó cầu nguyện cho Tổng thống Trump hết bệnh sớm.
đó cũng là điều tốt thôi, chẳng có gì. Nhưng mà đây là một trong những cái tin ngày hôm qua tôi nghe được ở cộng đồng Việt Nam, họ sẽ có những cái cuộc biểu tình ngồi cầu nguyện cho Tổng thống Trump. Bác Phương có gì không? Có ý kiến? Nếu không thì đưa cho chị. Có cái điều này là nói qua nói lại thì các thứ là cuối cùng là hai cái vị được đề cử để mà bầu tổng thống vào cái kỳ tới đó, thì vấn đề thuế má thì ông Joe Biden là nói là ông đã đóng trên 300 ngàn, mà trong khi đó ông Trump đó thì là không biết ông đóng năm nay hay là năm trước gì đó, mà bây giờ là chỉ thấy ông đóng có 700 mấy chục đồng thế thôi, đóng có 2 năm thôi đấy. 2016-2017 là đóng về tiền federal, là thuế liên bang là 750 thôi, 750 thôi. Thì nó tôi không biết là cái đó một năm hay là 2 năm gì đó, hai năm, nhau năm thế nào. Nhưng mà còn đóng ông Joe Biden thì lại đóng tới 300 ngàn, và ông này thì đóng có 700 mấy, thành ra tôi chả biết mô tê cái chuyện đó là sự thật nó ra thế nào. Thôi bây giờ mình qua về tức là vấn đề debate, tức là tranh luận giữa hai ông tổng thống đảng Cộng hòa và tổng thống đảng Dân chủ. Thì là cái tin anh nói thì là ông Joe Biden ở xưa kia là ông là phó tổng thống của Obama, và bây giờ ông ra ông tranh chức tổng thống của đảng Dân chủ, tổng thống Hoa Kỳ của đảng Dân chủ, thì ông trách ông tổng thống Donald Trump của mình rằng là không, ông theo căn cứ trên tờ New York Times rằng là tổng thống Donald Trump chỉ đóng 2 năm 2016-2017 đó, mỗi một năm là 750 đồng thôi, tức là tiền thuế của liên bang. Nhưng mà khi mà tranh luận với tổng thống với lại phó tổng thống Joe Biden thì ông Donald Trump bảo tôi đóng thuế là 300 triệu, tôi đóng thuế là 400 triệu. Chúng tôi muốn kể ra như vậy để quý vị nhìn thấy là cái vấn đề tranh luận, vấn đề tự do dân chủ của nước Mỹ nó là như vậy đó. Rồi ai nghe thì nghe, ai không nghe thì thôi. Với lại cái ban vận động của tổng thống Donald Trump đó yêu cầu mọi người đi biểu tình trước Phước Lộc Thọ, tôi nghĩ đó là ban vận động của tổng thống Donald Trump. Và không hiểu các anh có bị hay không, chứ tôi được gọi 3-4 lần rồi, thì telephone nói một tiếng Mỹ nha, tôi là Donald Trump đây, yêu cầu bỏ phiếu cho tôi, tôi sẽ làm việc cho bà, tôi sẽ làm việc cho bà này kia. Tôi nghe được vài ba câu xong tôi cúp máy xuống. Cái vấn đề là mà gọi điện thoại nó là cái máy computer nó vận chuyển lên, nó bất cứ cái gia đình người Việt Nam có thể nó bật lên, nó gọi tới và nó mở cái video tape lên nói là mọi người đi vận động cho tổng thống Trump. Cái đó là chuyện bình thường, cái đó là cách tranh cử của Hoa Kỳ. Nhưng mà điều để nói lại là trong bối cảnh mà tổng thống Trump mà bị Covid-19 thì ông Joe Biden cũng gửi lời chúc cầu nguyện cho ông Trump được hai vợ chồng được bình yên và chóng được trở lại sức khỏe, được bình yên trở lại làm việc. Và hầu như là đa số tất cả những cái quý vị thế giới, các vị nguyên thủ quốc gia thế giới, ngay cả ông Putin cũng như ngay cả ông Boris Johnson cũng bắn tin là cầu nguyện và hy vọng là cũng nói là cũng mong rằng tổng thống Trump được bình phục nhanh chóng. Tôi chưa biết tin về Việt Nam có tuyên bố như vậy không, thì tôi chưa nhận được cái tin đó. Nhưng mà tôi biết được cái tin là ông Putin có nói và ông Thủ tướng Anh là Boris Johnson cũng có nói, cũng đưa cái tin cầu nguyện và mong là ông Trump bình phục nhanh. Anh có thấy cái tin các vị nguyên thủ nào không, tôi chúc mừng thấy hai tin ông ấy nói rồi. Vâng, thì đó tin là Việt cái Nam tin, chưa thấy nghe tin. Đó là cái tin mà tôi nhận được. Một cái tin nữa là trong chiến trường của Mỹ á, họ nói bây giờ đó ông Biden phải thử test Covid-19 mỗi ngày và phải cô lập ông ta cẩn thận là vì không biết cái chuyện gì xảy ra. Và bà Nancy Pelosi cũng vậy, là chủ tịch của Hạ viện của Hoa Kỳ, cũng được khuyến cáo là phải thận trọng và thử test Covid mỗi ngày.
Ngay cả Phó Tổng thống Mike Pence cũng vậy, cũng đều được phải thử test Covid mỗi ngày và phải được cẩn thận trong vấn đề giao tiếp với tất cả các cố vấn, bởi vì đây đụng chạm đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Trong những trường hợp khẩn cấp, ai là người sẽ chỉ huy nước Mỹ? Đó là một trong những cái vấn đề an ninh Hoa Kỳ họ đã bắt đầu họ cẩn thận, và họ đã đặt những chương trình, họ đã nói trong cái chuyện mà transfer power cho Mike Pence đã cũng đã được thảo luận ở trên những nhà báo, ở trên CNN và những nhà báo khác, họ cũng đã thảo luận những vấn đề hậu trường nếu có gì xảy ra, thì cái chuyện transfer power cho Mike Pence, chuyển giao quyền lực, chuyển giao quyền lực cho Mike Pence có thể xảy ra. Thành thử trong vòng 3-4 ngày nữa chúng ta cũng sẽ biết. Hy vọng là Tổng thống Trump đã bình phục và trở lại làm việc. Nếu mà bất cứ gì bất chắc thì người Hoa Kỳ họ cũng có những cái pháp luật của Hoa Kỳ, họ cũng có những dự trù ai là người thay thế. Cái đó là nằm trong cái hiến pháp của Hoa Kỳ. Tổng thống rồi tới ông Mike Pence là phó tổng thống chịu trách nhiệm, rồi sau đó đến bà chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi. Đó là cái đường hiến pháp của Hoa Kỳ, cái đường dây chuyển nhượng quyền lực của nước Mỹ cho những cái vị đó. Thành thử bây giờ trong thời buổi bây giờ là họ phải giữ rất là nghiêm ngặt, mong rằng những cái vị đó có sự an ninh tuyệt đối để bảo vệ họ, và đó là cách bảo vệ cái quyền lực của Hoa Kỳ trên thế giới. Họ lúc nào cũng có người sẵn sàng để đối phó với những biến cố xảy ra ở thế giới, xảy ra ngay cả những chuyện lùm xùm với Iran hoặc những cái chuyện xảy ra ở Trung Đông, lúc nào cũng có người quân đội báo cáo cho vị tổng thống, có những vị có trách nhiệm để đối phó. Đây là một trong những trường hợp lúc nào cũng có người sẵn sàng. Ngay cả cái ông Bido là do chief staff của tổng thống Trump cũng nói tất cả duyệt xét hiện tại nhắc lại đều chief staff, tức là chánh văn phòng của tòa Bạch Ốc. Chánh văn phòng tòa Bạch Ốc là ông Bido, ông cũng nói tất cả tình hình đã được khẳng định là bình yên, đều trong vòng kiểm soát của nước, của những vị trong quân đội cũng như trong vị liên quan đến những cái tình hình ở thế giới. Đó là những bản báo cáo mà từ ông chánh văn phòng của tổng thống Trump là ông Bido tuyên bố. Riêng phần tôi thì ngay từ lúc đầu mà khi mà ông Trump mới lên thì tại tôi ở San Diego thì cách đây khoảng chừng mười mấy năm, 20 năm thì có một vụ án, có chuyện người ta ra tòa dưới San Diego đây, dính líu cái tên của ông Trump. Thử đến mình theo dõi ông từ lúc đó, thì khi mà ông lên làm tổng thống á thì mình đã nói ngay từ lúc đó là cái ông này đó là cái ông mà ông là người thợ xây dựng, mà ông xây đủ thứ cả, ông làm việc rất là nặng, ông nói to, ông gặp con anh biết mấy người thợ xây dựng ngoài đường mà gặp gái đi ngang là lưới sáu mỗi còi, anh làm đủ thứ chọc ghẹo ra. Ông này ông ăn nói rất là to lớn thì mình biết là như vậy. Nhưng mà tôi nói ngay lúc đầu là ông này đó là cái ông mà ông làm xây dựng cuộc đời của ông ở trên, khi ông đi xây dựng chứ không phải đi đánh nhau. Thì tôi hy vọng á, là trong cái tôi hy vọng ngay lúc đầu á là trong cái mùa đó, trong cái mùa mà ông làm tổng thống á, thì rõ ràng là đến kỳ này á, là trong 4 năm đầu á, là lần đầu tiên từ lúc mà tối thiểu ra là từ năm 1945 đến bây giờ đó, là lần đầu tiên trong một nhiệm kỳ tổng thống á, là người Mỹ họ không có đánh nhau với một quốc gia nào. Đó là cái điều mà tôi rất quý ông tổng thống Donald Trump là vậy đó. Ông có thể là trong cái mùa này á, trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông có thể chửi cái này cứ chửi cái kia, ông kiếm chuyện này kiếm chuyện kia, ông nói to lắm, ông làm rất nhiều người mất lòng, nhưng mà có một điều đó là ông chưa có đánh nhau bất cứ một quốc gia nào đó. Và tôi với tôi đó, một người đang lớn lên ở trong chiến tranh đến từ người Mỹ đó, thì tôi rất là quý trọng ông ở cái điểm đó. Ông không có mang bom đạn đến bất cứ một quốc gia nào ở bất cứ một cái vùng miền nào trên quả địa cầu này. Đó là một cái điều mà lần đầu tiên ở trong cái lịch sử cận đại của Hoa Kỳ đã xảy ra. Điều thứ nhì mà tôi quý ông tổng thống Trump là như chỗ này nè. Năm đầu tiên ông vừa lên làm tổng thống, ông đến Việt Nam chơi một cái liền. Ngay năm đầu. Đến năm 2018 chơi một cái nữa ở Việt Nam. Lần đầu tiên
mà khi có lần thứ nhì mà ông đến Việt Nam thì ông đến là mấy tháng rồi, thì khi mà ông rời khỏi Việt Nam là ông vừa rời khỏi Việt Nam là cái hồi mà hoặc thượng đỉnh Mỹ Triều ở Hà Nội đó, thì ông vừa đi ra, tức là tôi về lại Việt Nam thì những cái hơi hướng, những cái bảng biểu ngữ, những cái piano mà chào mừng Tổng thống Đâm và Chủ tịch Kim Trương Ân đó vẫn còn ở trên đường phố Hà Nội. Tôi rất là cảm động với cái chuyện đó. Tại vì đến bây giờ chưa có một quốc gia nào mà ông Tổng thống Đâm ông đến vào trong vòng, chỉ trong cái nhiệm kỳ của ông đến hai lần, ngoại trừ Việt Nam, mà ông đến Việt Nam là ông rất quý Việt Nam nhá. Ông rất quý Việt Nam. Chỉ có bao nhiêu đó thôi đó là đủ để khuất phục con người của tôi. Tôi quý ông Trump chỉ có hai điều. Điều thứ nhất là ông quý Việt Nam, và điều thứ hai nữa là không có mang bom đạn đi. Ông như những người tiền nhiệm của ông. Đó với tôi, đó là một điều rất quý. Và với tôi rất là kính trọng. Mặc dù tôi là, mình nói là người mà gọi là, cái là người mang thẻ đảng của Đảng Dân Chủ. Okay. Anh Cường nói rồi, anh Cường quên là trong cái thời gian mà ông Trump đang làm tổng thống đó, có những cuộc ra quân ở Afghanistan và Syria đó, nó vẫn đang xảy ra chứ không phải là không xảy ra. Và cái cuộc chiến ở Syria nó tàn khốc và có nhiều thành phố đã bị bom nó mất hết. Và đó, cái tình trạng chiến tranh ở Trung Đông lúc nào cũng xảy ra, bất cứ ở tổng thống nào của Hoa Kỳ hiện tại, từ tổng thống George Bush cha cho tới tổng thống Trump ngày hôm nay, cái chiến trường ở Trung Đông nó đang xảy ra và đã xảy ra, nó chưa ngừng. Đó để nói cho anh biết, không phải là ông Trump nó không tuyên bố, nhưng mà cái chiến tranh ở cái vùng đó lúc nào cũng có, và bom đạn lúc nào nó cũng xảy ra ở các quốc gia đó. Cái đó là cái đúng. Còn vấn đề anh Phượng nói là ông không tuyên chiến, đúng, ông không có vị tổng thống nào tuyên chiến trong vấn đề chiến tranh ở Trung Đông hết, trừ ông George Bush cha, ông tuyên bố khi mà ông đánh Kuwait, thì cái chuyện đó ông có tuyên bố. Nhưng mà vấn đề mà Quốc hội Hoa Kỳ từ xưa đến nay chưa có, Quốc hội Hoa Kỳ chưa có tuyên bố chiến tranh với bất cứ quốc gia nào. Đây là cái quyền chiến tranh đánh Iraq là tổng thống nào cá nhân của các vị tổng thống tham gia vào cuộc chiến tranh ở Trung Đông. Thường thường luật hiến pháp của Hoa Kỳ nói để nước Mỹ có một cuộc chiến tranh với một quốc gia khác là phải tuyên bố bởi Quốc hội Hoa Kỳ. Cũng như thời xưa ông Nixon, ông muốn dội bom Campuchia, ông lén ông dội bom ở Campuchia, nhưng mà Quốc hội Hoa Kỳ không cho phép. Thì đó là một trong những cái mà xảy ra, và ông Nixon cuối cùng ông phải rút ra, ông không dám dội bom nữa. Tình trạng mà đánh nhau ở Syria nó vẫn xảy ra dưới thời Trump, và bom đạn nó vẫn nổ, nhiều thành phố đã bị hủy diệt. Đó, mặc dù Tổng thống Trump không tuyên bố. Chị Châu có ý kiến gì? Nhớ rằng là cuộc chiến tranh Iraq xảy ra đó là thời Tổng thống George Bush cha hay con đó, và để rồi giết Saddam Hussein đó. Đó là dưới thời của George Bush con. Ngay cả vấn đề George Bush con đánh qua Iraq, bắt ông Saddam Hussein rồi lên án tử hình. Cái đó cũng không phải là Quốc hội Hoa Kỳ tuyên án. Cái đó là cá nhân Tổng thống George Bush tuyên bố là vì nước Iraq có những cái vũ khí hạt nhân và có hóa học tập thể, giết người tập thể. Thành ra ông đã vào để ông bảo vệ lính Hoa Kỳ ở Trung Đông, thành ra ông tham gia vào cuộc chiến ở Iraq. Cái đó là một cái lập luận của ông George Bush, ông nói như vậy. Nhưng mà Quốc hội Hoa Kỳ không nhúng vào, không tuyên bố là tuyên chiến với Iraq.